chưa ạ? Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ tiếp theo nhá. Bây giờ các bạn nhìn trong biên bản góp vốn xem có những nhiệm vụ nào mà chúng ta đã làm được nhiệm vụ nào rồi, còn nhiệm vụ nào nữa? Còn gì ạ? À, góp vốn bằng ô tô, còn tài sản đúng không? Của ông nào đây ạ? Của ông Trần Dịch Vụ. Vào ngày bao nhiêu? À, đúng là ngày 2 tháng 10. Thế vậy thì theo các bạn, cái góp vốn bằng ô tô này chúng ta có biết được thu không?